Đây là những cái bất ổn rất cơ bản thì chúng ta biết rồi đúng không? A lớn hơn B, A lớn hơn B thì sẽ tương đương với A trừ B lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Đấy, so sánh hai số là chúng ta sẽ làm một phép tính là xét hiệu của chúng đúng không? Xét hiệu của chúng. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên thì nên làm quen với phương pháp là biến đổi tương đương. Biến đổi tương đương. Đấy. Tức là để chứng minh A lớn bằng B, chúng ta chứng minh hiệu nó lớn bằng 0. Đấy. Bằng các phương pháp cơ bản đó như là phân tích thành nhân tử đúng không? Phân tích thành nhân tử đúng không? Đấy. Và nó sẽ có tích các thừa số và những thừa số đó đều lớn bằng 0 thì nó sẽ lớn bằng bằng 0. Thứ hai là biến đổi dưới dạng bình phương như A bình phương cộng một số số B đúng không? A bình phương cộng số B. Và cái lớp 8 chúng ta hay quen đấy đúng không? Chính lớp 8 đã làm những bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của 2x bình cộng 3x cộng 9 chẳng hạn đúng không? Chính là biến đổi thành thành bình phương cộng với một một số. Đấy, và những cái phương pháp khác mà trong quá trình làm bài tập thì chúng ta sẽ ghi chú lại để chúng ta lưu ý nhé. Đấy, bài đầu tiên như này. Để xem bài đầu tiên nào. Rồi, bài đầu tiên là 3x luôn. Câu A là chứng minh x mũ 4 cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 4x với mọi x. Với mọi x. Nào, nhìn này, này bạn nào đã làm quen với những bài toán bất đẳng thức rồi thì có thể biến đổi luôn cho thầy được không? X mũ 4 cộng 3 lớn bằng 4x. Đó. Chính là chúng ta sẽ làm phép biến đổi tương đương đúng không? Biến đổi tương đương, chúng ta chứng minh hiệu của nó lớn bằng 0. Và cái hiệu này thì chúng ta sẽ phải là gì? À, phân tích thành thành nhân tử đúng không? Lớn bằng 0. Đấy. Phân tích chắc chúng ta thành thạo rồi. Thì đây chúng ta nhẩm ra một một giá trị x để vế trái bằng 0, đó là x bằng mấy nào? Quân x mấy? 1 đúng không? 1. Thế thì tìm cách phân tích để nó chứa nhân tử là gì? Là x trừ 1. X trừ 1. Thầy phân tích luôn nhá, x trừ 1. Phân tích x mũ 4 chia x bao nhiêu? X mũ 3. Được chưa? X mũ 3. Trừ 1 là trừ x mũ 3, cộng bù lại x mũ 3 này cộng với x bình phương. Đúng không? Trừ x bình phương cộng bù x bình phương là cộng với x cộng x đúng không? Rồi, trừ x trừ 3, chúng ta được là trừ trừ 3. Lớn hơn hoặc bằng không. Đó. Phân tích này thì phân tích làm tắt luôn nhá. Đến đây ta lại phân tích tiếp cái này đúng không? Và thường ý, thế này, nếu mà lớn bằng 0 thì nó sẽ xuất hiện thêm một nhân tử nữa là x trừ 1 để nó xuất hiện là x một cái biểu thức nào đó bình bình phương đúng không? Đấy, và biểu thức này luôn lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Để chúng ta đoán đấy, chúng ta sẽ biết là ngay là chứa một nhân tử nữa là x trừ trừ 1. Đấy, và lúc này chúng ta biến đổi nữa là xong đúng không? X mũ 3 chia x được x bình phương đúng không? Trừ x bình cộng bù lại x bình là cộng 2. 2x bình chia là 2, 2x. Trừ 3 chia trừ 1 là dương 3. Lớn bằng 0. Đó. Đến đây coi như xong. Yeah. Và nó sẽ tương đương với x trừ 1 bình phương. Đấy. Trong lúc này thì mình sẽ biến đổi dưới dạng là bình phương. Đúng không? Và dễ thấy nó bằng x cộng 1 tất cả bình phương cộng với 2 lớn bằng 0. Đấy, luôn đúng nha. Xong. Được chưa? Đấy, thì bài mở màn là nói về phương pháp thôi. Nó cũng dễ đúng không? Thì bài này nó có thể là nếu mà quy đổi ra bài toán tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sẽ có bài toán gì? Tìm giá trị nhỏ nhất của x mũ 4 trừ 4x đúng không? Trừ 4x. Bởi vì nó luôn lớn hơn bằng trừ 3.
Được chưa? Bài toán trở thành là tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này, x cộng 4 trừ 4x, thì nó sẽ khó một chút, được chưa? Bởi vì nó sẽ giấu cái này đi cho mình, giấu đi, các bạn hiểu không? Giấu đi thì nó sẽ khó nhá. Đấy. Đấy, vậy bài này nếu là giá trị nhất thì nó sẽ bằng trừ 3 khi x bằng âm 1, à bằng 1, đúng không? Ok, Diệu Linh hiểu không Diệu Linh? Rồi, câu B thì quá quen rồi đúng không? Câu B quá quen rồi. Và đây là một bất đẳng thức một bất đẳng thức nền tảng. Đấy, thì viết đây nha. A trên B cộng B trên A lớn hơn hoặc bằng bằng 2. Đó, với điều kiện A B cùng dấu đúng không? Đấy, cái này thì cơ bản rồi đúng không? Chúng ta chỉ quy đồng cái là xong. Bất đẳng C quen không? C quen không? Thành, Thành bất đẳng thức C, Thành biết chưa? Chưa. Ừ, chưa. À, thế thử biến đổi bất đẳng C nhá. B, B bỏ qua nhá. C. C cũng là một bất đẳng thức nền tảng đúng không? 4AB, chúng ta có hai vế. 4AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B bình phương. Đấy, chúng ta chứng minh vế này bằng phương pháp biến đổi tương đương. Nào, Thành nói luôn đây nào. Tương đương gì hả Thành? Tương đương với AB cộng AB cộng B. À rồi, quy luật khai triển luôn đúng không? Tiếp. Trừ 4AB đúng không? Lớn bằng 0. Tiếp tương đương gì nào? Tương đương với A bình A trừ B đấy bình. Ừ, chuẩn rồi. Tương đương với A trừ B tất cả bình lớn bằng 0. Đó, luôn đúng đúng không? Ý thứ hai, ý thứ hai, A bình cộng B bình nhân 2 lớn hơn bằng A cộng B tất cả bình phương tương đương với. Phú nào? Phú. Em đưa người tương đương với hai tương đương với A bình, A bình cộng 4AB. 4AB á? Đúng, bên này ở bên trái rồi. Vế trái là nếu mà nhân vào là 2A bình cộng 2B bình đúng không? Không có 4AB đâu nhá. Đúng không? Ok, tiếp. Lớn bằng gì? Lớn bằng A bình. Đúng rồi. Cộng 2AB. 2AB. Cộng B bình. Đúng không? Tiếp tương đương gì nào? Tương đương 2A bình cộng 2B bình. Ừ. Tiếp. Trừ đi A bình. Trừ vế này đúng không? Vâng. Trừ 2AB trừ B bình. Rồi, tương đương với 2A bình cộng 2B bình trừ đó, A bình cộng 2AB cộng B bình lớn bằng 0. Tiếp tương đương gì? Rút gọn. Tương đương với A bình cộng B bình. Ừ. Trừ 2AB. Ừ, và nó chính là A chữ B. A chữ B lớn hơn bằng không. Đó. Nhá. Đấy, thầy lại ghi lại một đây cũng là bất đẳng thức cơ bản. Sau này chúng ta sẽ dùng nhiều đúng không? Đó là 4AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B tất cả bình nhỏ bằng 2 A bình cộng B bình.
Đó. Áp dụng cho hai số. Ta sẽ biết bài toán áp dụng cho ba số nhá. Đấy, các bạn trình bày sơ sơ một tí nhá. Rồi, bây giờ câu số 2. Nào, chúng ta thử nhát cho thầy khoảng mấy phút nhá. Một hai phút. Một trên A cộng một trên B lớn hơn bằng 4 trên A cộng B. Nhiều bạn chưa tiếp xúc bằng thức thì mà chúng ta sẽ làm quen phương tương đương này để thấy nó dễ này, đúng không? Cứ chuyển vế thôi. Chuyển vế chứng minh lớn bằng 0 hoặc nhỏ bằng 0 tùy từng bài. Được chưa? Bình được chưa Bình? Bình được chưa? À ok, rồi. Đây cũng là bất đẳng thức sau này sẽ áp dụng cho nhiều bài tập. Nào, bình thử biến đổi nào. Trừ đi 4 trên A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 ạ. Ừ, tương đương với hiệu đúng không? 1 trên A cộng 1 trên B trừ 4 trên A cộng B. Tiếp. B bình cộng A B cộng A bình. Rồi. AB trên AB nhân với A cộng B đất A cộng B ạ. Đúng rồi. Khi đọc lên mẫu số chung ta bỏ mẫu luôn bởi vì mẫu dương rồi nhá. Đó, B nhân A cộng B cộng A nhân A cộng B trừ 4AB đúng không? Lớn bằng bằng 0. Đến đây thì thấy ra ngay rồi đúng không? Tương đương với BA cộng AB trừ đi này thì còn trừ 2AB đúng không? Thì cuối cùng nó chính là A trừ B. Tất cả B lớn bằng 1 cộng. Được chưa? Đấy. Và dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Tất cả những cái bài này gọi là chúng ta nhìn đây chúng ta thấy đối xứng không? Tức là khi mà thay A bởi B, B bởi A thì đấy, biểu thức nó không đổi nhá. Thì gọi đối xứng và thường đối xứng thì chúng ta thấy là cái dấu bằng xảy ra khi A bằng bằng B. Đấy, thì đây cũng là bất đẳng thức nền tảng các bạn lưu ý. Đấy. Các bạn khác đều làm ra rồi đúng không? Tiếp nha. Đấy, đây vừa chúng ta tiếp xúc bài toán hai số đúng không? Bây giờ chúng ta có ba số A, B, C. Đấy, ta nhìn này nó thấy giống bài này không? Giống giống không? Đó, giống giống nhá. Đây là áp dụng cho hai số, còn đây là ba số. Được chưa nào? Nào, biến đổi cho thầy câu câu A đi, câu A đi. Đấy, thầy viết đây, những cái cơ bản thầy viết đây.
Thế mang cái đấy. Thế đây nha, đó chính là A bình cộng B bình lớn bằng 2AB, đúng không? 2AB. Đó. Duy được chưa? Duy được cái này chưa Duy? À rồi, Duy thử nói nào. Ừ. Tiếp. Rồi. Biến đổi vế trái trừ vế phải đúng không? Đó. Bài gì nào? À, thấy nghe không rõ lắm. À, nhân với 2 đúng không? Vậy mình biến đổi luôn hai cái này đi, đúng chưa? Ok, rồi con tách thành tổng bình phương đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ tách thành, đây bạn nhân 2, sau đó bạn tách thành tổng bình phương A trừ B tất cả bình cộng B trừ C tất cả bình cộng C trừ A tất cả bình. Và đương nhiên cái này lớn hơn là bằng không. Được chưa? Đó. Cái số 2 là chúng ta dùng bất đẳng thức này, đúng không? Cộng lại rồi chia đôi, thực ra nó là một, nó chỉ là hai cách thể hiện khác nhau một chút thôi nhá. Đấy, vậy là các bạn làm chứng tỏ là những bất đẳng cơ bản là biết hết rồi, đúng không? Rồi, câu B thì tương tự thôi. Chúng ta lướt qua câu B nhá. Để dễ để về nhà chúng ta làm. Đây, bây giờ xem thầy câu câu này, câu D. Câu D nhá. Câu C thì sẽ để về nhà chúng ta luyện tập. Ai nhỉ? Minh. À Minh, ok, nào. Minh nói hướng thầy nào. Em nhìn cả hai đứa nhá. Xong chuyển về tác thành nào chứ. À, vậy là vẫn phương pháp như câu A đúng không? À, câu D, đang làm câu D đúng không? À, Minh vừa làm câu C, câu D đấy. Minh vừa làm câu C, câu D Minh. Nhầm Minh. Nhầm câu D. À ok, câu C thì đúng rồi, câu C thì giống câu A đúng không? Nó là hoặc là áp dụng câu A, đúng không? Đấy, còn câu D cơ, câu D cơ. Thầy lại để cái dấu này đây, có thể nhìn nhầm đúng không? Câu D ai ra rồi? Quân được chưa Quân? Câu C, à câu D. Em chưa. Ừ, Duy. Nhìn nó giống giống đây không? Có giống giống không? Đấy. Chính là thầy ghi những cái bất đẳng thức gọi tạm gọi nền tảng đây để chúng ta thấy nó giống giống để chúng ta đưa về những bất thường đó, đó đúng không? Mà bạn nào có ý tưởng đấy, chưa nói nào, ý tưởng đấy, chưa cần ra ngay ý tưởng nào, ý tưởng dùng bất đẳng thức. Em à ok, mình nói nào. Em muốn mình cả. Em ừ. Tức là A bình cộng B bình lớn hơn 2 AB. Rồi, dùng này đi. Vâng, nhìn A. Tiếp. Nhìn 2 AB với 2. Rồi, nhìn 2 AB với 2. Thì A bình cộng B bình 4 sẽ lớn hơn bằng 2 lần A bình B bình. Rồi đây nhá, thầy viết lại cho em nào nhá. A mũ 4 này cộng B mũ 4 thì đương nhiên lớn bằng 2 lần A bình phương B bình bình phương, đúng cả lớp đúng không? Đó, xong tương tự hai cặp kia đúng không? Đấy, tương tự hai cặp kia thì chúng ta sẽ một cặp nữa là B mũ 4 cộng C mũ 4 này lớn bằng 2 lần B bình C bình và C mũ 4 cộng A mũ 4 lớn bằng 2 lần A bình C bình. Đó, từ cái này cộng lại và chia đôi thì nó chính là ra bất đẳng thức quen thuộc đúng không? Đó là A mũ 4 cộng B mũ 4 cộng C mũ 4 lớn hơn hoặc bằng A bình phương
b bình phương cộng b bình phương c bình phương và cộng c bình phương a bình phương, đúng chưa? Đó. Đấy, bạn đưa về được cái này lớn bằng này, nó chính là lớn bằng này, đúng không? Và cái này lớn bằng này. Đấy. Thế còn cái này lớn bằng này thì chúng ta lại áp dụng tương tự như vậy, đúng chưa nào? Đấy, và chính là cái bất ứng nền tảng là cái này đây. Nhá, nền tảng là cái này. Đấy. Thì chúng ta thấy nhá, cái này này lớn bằng này. Đây, đây nó chính là AB tất cả bình, đúng không? Để viết lại chỗ này, nó chính là AB tất cả bình cộng BC tất cả bình và cộng với CA tất cả bình. Nào, lớn bằng tích tổng các tích, đúng không? Tổng các tích từng cặp. Nhân vào thôi, AB nhân với BC, đúng không? Nó chính là AB bình C cộng BC nhân CA, nó chính là gì? AB C bình. Thường thế, cộng với AB nhân với CA chính là A bình B BC, và nó chính là vế vế phải, đúng chưa? Đấy. Vậy là cả hai mấy câu này đều giúp bất đồng tức nền tảng là ba số này. Nào, các bạn hiểu cách của bạn chưa? Cho tổng bằng tích chứng minh tổng lớn bằng 3 lần tổng nghịch đảo. Đấy, từ bây giờ chúng ta quy ước với nhau là chúng ta sẽ được sử dụng ngay nhá. Đấy. Được chưa? Có được dùng luôn, chúng ta không phải đi chứng minh nữa, không phải là nhân đôi rồi lại chuyển sang bình phương nữa, chúng ta quy ước được dùng luôn nhá. Nên nhớ là bất đẳng tức cũng giống như bài các chủ đề khác, nó có thể có nhiều cách nhá, không chỉ thêm một cách đâu. Bạn nào mà ra hướng rồi mở mic nói đây nhá. Ai đây? Nguyễn Minh à? Minh ra hướng rồi. Minh thử nghĩ thêm còn cách nào khác nữa không? Thành ra hướng chưa Thành? Chưa. Nào, Minh nào? Minh thử nói hướng Minh nào? Quy đồng lên để quy đồng lên cho nó mất phân số đi, cho nó làm việc với phân số, làm việc với lại biểu thức mà không có phân số dễ dàng hơn, đúng không? Cả lớp. À, quy đồng với phải. Có biến đổi tương đương luôn không? Mẫu nó sẽ ABC chuyển thành ABC với OK. Nhân lên. OK. Đấy, chuẩn đơn đấy, thấy biến đổi luôn nhá, tương đương này. Cái đầu tiên A cộng B cộng C, đúng không? Lớn bằng, chúng ta quy đồng cái bên vế phải lên, đúng không? Thì chúng ta được là gì? À, mẫu số là ABC, ABC. Trên tử là 3 lần AB cộng BC cộng CA. Đúng chưa nào? Do ABC là các số dương nên chúng ta có thể nhân chéo luôn. Và trong khi nhân chéo, chúng ta chú ý là A cộng B cộng C nó chính là bằng tích ABC. Ok
theo đề bài đúng không? Và chúng ta nên đưa về dưới dạng bất thường thức cơ bản A cộng B cộng C tất cả bình lớn bằng 3 lần AB cộng BC cộng CA. Đúng không? Đó. Đây, chính là bất thường thức này đây, đúng không? Đấy, nó có cái này kẹp giữa. Đấy. Còn sau này chúng ta, trong bài thi chúng ta chỉ cần nó tùy từ cấp thi, đúng không? Chúng ta có những cấp chúng ta được dùng luôn, có những cấp chúng ta biến đổi một phát nữa, chỉ cần ghi một dòng thôi. Đó là A trừ B bình cộng B trừ C bình cộng C trừ A bình lớn hơn bằng 0 là xong. Bạn nào có ý tưởng khác nữa không? Đấy, đây cũng là một bất thường thức cơ bản nữa này. Đấy, xem về câu A nhé. A bình cộng B bình nhân x bình phương cộng y bình phương lớn bằng A nhân x, đúng không? Cộng B nhân y tất cả bình phương AX cộng BY bình phương. Sau này nó sẽ có bất thường thức tổng quát những cái này lên, đúng không? Đều là có tổng quát hết đúng với N số. Nào, câu A. Câu A thầy mời bạn biến đổi tương đương luôn thầy nhá. Duy nào? Duy biến đổi câu A thầy nào? Nhân ra đúng không? Ừ. Duy thử nói lại nào. A bình x bình. A bình y bình. B bình x bình đúng không? Cộng B bình y bình lớn bằng gì? Hai A B x y cộng B bình y bình. Rồi tiếp. A bình y bình cộng đó. Chuyển vế đúng không? Chuyển vế và thu gọn. Còn gì? B bình x bình đúng không? Lớn bằng 0. Đúng chưa? Đến đây nó chính là hàng đẳng thức rồi nhá. AI trừ BX tất cả B lớn bằng 0. Câu 2 là áp dụng câu 1 thôi. Đấy, áp dụng đối với đây là một bình đúng không? Một bình. Rồi, chúng ta được 7 bất thường thức cơ bản rồi đúng không? Đây, thêm cái này nữa. A mũ 3 cộng B mũ 3 lớn bằng A bình B cộng A B bình. Bình nào? Bình biến đổi luôn nào? Tương đương với trừ đi đúng không? Tiếp. Hơi rẻ nhỉ? Phân tích nhân tử đúng không? À, phân tích ghép thôi đúng không? Ghép lại ta được A bình phương nhân A trừ B cộng B bình phương B trừ A. Đúng không? Mic của Thủy như mic của Bình như nó bị vang quá nhỉ. Rồi đặt A trừ B ra ngoài đúng không? Trong ngoặc còn A bình trừ B bình. Vậy phân tích tiếp đúng không? Đó, luôn đúng nhá.
Cái này gọi nền tảng thôi, nhưng mà thường ấy là chúng ta những cái này là chúng ta phải chứng minh lại đấy nhá. Tương tự bây giờ nhá, bây giờ mở rộng cái này ví dụ như là a mũ 4 cộng b mũ 4 lớn bằng a mũ 3 b đúng không, cộng ab mũ 3. Chúng ta lấy cùng bậc chứ, bậc 3 bậc 3 bậc 3 bậc 3 này, bậc 4 bậc 4 bậc 4 bậc 4 đúng không. Hoặc là a mũ 5 cộng b mũ 5 lớn bằng a bình b mũ 3 đúng không, cộng với a mũ 3 b bình. Đấy, hoặc là a b mũ 4 cộng a mũ 4 b. Đấy, vậy là chúng ta có thể tập biến đổi tương đương những cái bất thực tương tự này nhá. Đấy, nhưng mà nó sẽ nền tảng là cái này, chúng ta nhớ bậc 3 chúng ta đấy có cấp bậc cao hơn nhá. Đấy, vậy là các bạn biến đổi thạo chứ đúng không. Đấy, kiểu như mũ 4 này đúng không. Đây, một cái nền tảng nữa. Hai lần a mũ 5 cộng b mũ 5 thì lớn bằng a mũ 4 với 4. Thì cái này nhân ra và phân tích nhân tử chúng ta cũng ra ngay đúng không. Hai lần a mũ 5 cộng b mũ 5 thực ra số nó bé hơn là như này. Đấy, chúng ta nhìn không? Đây là bậc 3 đúng không? Còn đây là bậc 5, bậc 4, bậc 1. Vậy nó vẫn là bậc 5. Đấy, nhưng mà nền tảng chúng ta viết bậc 3 rồi nhé. Nào, Phú nào, biến đổi luôn thầy nào, Phú. Xem thưa thầy, tương đương với 2A5 cộng với 2B5 lớn hơn bậc bằng A5 cộng với A4B cộng với AB4 cộng với B5. Ok, đúng rồi. Tiếp. Tương đương 2A5 cộng 2B5. Ok, chúng ta nên bỏ bớt luôn đi, đỡ phải viết lại nhá. Bỏ bớt a mũ 5 đi, còn a mũ 5 đúng không. Rồi, cộng b mũ 5 trừ đúng không, còn trừ đúng không. Rồi, trừ a mũ 4b trừ a b mũ 4 lớn bằng 0. Tiếp. Tương đương với a mũ 4 với a chữ b. Rồi, phân tích nhân tử đúng không. Cộng với b chữ a. A chữ b đúng không, nhân a mũ 4 chữ b mũ 4 lớn bằng 0. Rồi, cái này phân tích tiếp phát nữa là ra đúng không. Đấy, hoặc chúng ta thấy là a lớn b thì a mũ 4 lớn b mũ 4 nên cùng dấu, a nhỏ b nhỏ hơn cùng dấu cũng được. Hoặc chúng ta phân tích phát nữa ra nhá. Đấy, vậy cái nền tảng nó chính bậc 3. Đấy, nó na ná cái trên này, bạn hiểu không? Nhưng nó là một cách thể hiện khác nhau nhá. Đấy, cơ bản là còn một cái nền tảng nữa tí sẽ thầy nói nốt. Nào, các bạn đã hiểu không nào? Biến đổi dễ đúng không? Nó dễ rồi nên thầy cho làm luôn. Ai ra ý tưởng chưa? Vừa có thêm, thầy vừa nhìn thấy có Minh Hải à?
Minh Hải vào lâu chưa, Minh Hải? Nổi tiếng rồi anh. À ok, thế bây giờ mới để ý cái Zoom. Minh Hải ra ý tưởng bài này chưa, Minh Hải? Em định áp dụng cái hàng đẳng thức bình phương tổng ba số. À, hàng thức bậc ba đúng không? Tổng bình phương ba số đúng không? Rồi áp dụng như nào nào? Có a cộng b cộng c mũ 2. Chín vâng đúng không? Vâng. Khai triển ra thôi đúng không? Vâng. Rồi. Đó, là a mũ 2 cộng b mũ 2 cộng c mũ 2 cộng 2 và ab cộng bc cộng ac. Ok. Đấy, tiếp. Rồi em chứng minh ab cộng bc cộng ac nhỏ hơn hoặc bằng 3. Cái này nhỏ bằng 3 á? Nhỏ bằng 3. Nhỏ bằng 3, ok. Nhỏ bằng 3 là đúng rồi, đúng không? Đây, nó chính là cái nền tảng đây này, đúng không? Đấy, nhỏ bằng 3. Rồi, nhỏ bằng 3 thì sẽ tiếp tục như nào nữa? Nhưng mà đây nó đang ở vế lớn bằng đấy nhá, đúng không? Vâng. Ừ, tiếp. Rồi em trừ y cho AB cộng BC cộng CA sẽ ra kết quả. À, rồi. Ok, thì hiểu rồi. Đến đây sẽ có hai cách. Cách một là của Minh Hải là Minh Hải nhân đôi lên đúng không? Có nhân đôi không? Không nhân đôi đúng không? Dạ. Có nhân đôi chỗ A lên không? Không. Không nhân đôi đúng không? Rồi. Ở đây nhá. Thứ nhất là bạn dùng cái hàng thức với ba số này thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một lần thôi đúng không? Đúng chưa? Do đó để tính cái này thì chúng ta sẽ biết được là A sẽ bằng 9 trừ đi cái tổng này AB cộng BC cộng CA. Đúng chưa nào? Đó. Mà cái tổng này chúng ta bạn sẽ thấy là nó nhỏ hơn bằng 3. Đúng không? Nhỏ hơn 3 thì thấy dễ rồi. Đây, nó chính là cái này đây, đúng không? 9 lớn hơn bằng 3 lần tích, vậy 3 lần tổng tích đó nhỏ bằng 3. Nhỏ hơn 3 nên là trừ đi lớn bằng 9 trừ đi 3 bằng 6. Đúng nhá. À, chúng ta hiểu cách của Minh Hải chưa? Nào, ai có cách nữa rồi? Em bị đuổi thẳng từ dưới đất mình trên. À, dùng như nào? Em tách nó thành A cộng B cộng C tất cả bình trừ đi AB cộng AB trừ đi BC trừ đi CA cho đi dùng cái vấn đề thực hiện. Ờ, nó chính là cái này đây, đúng không? Đúng không? Ừ. Một cách nữa nhá, đây là thầy thấy chỗ này xuất hiện 2 đúng không? Thầy nhân đôi lên nhá. Nhân đôi lên thì ta được là 2A bằng. Đó, nhân đôi lên thì chỗ này xuất hiện 2 cộng 2 thì thầy lấy một cái thằng A bình cộng B bình cộng C bình. Còn kia là sẽ là A cộng B cộng C tất cả bình. Được chưa? Đó. Thì thằng này lớn bằng gì? Lớn bằng A cộng B cộng C tất cả bình chia 3, đúng không? Đây. Đây, đúng không? A cộng C bình chia 3. Đó. Cộng với thằng này chính là 3 bình phương. Và thay vào thì chúng ta sẽ được là 12. Đấy, từ đó A lớn bằng 6. Đấy là một cách thể hiện khác nhé. Mà bài này biến đổi rồi thôi tạm thời hai cách thôi. Ai có ý tưởng nào khác này không? Thế rồi nhỉ, nó quanh quẩn, nó dùng bất đồng cơ bản thôi nhé. Đây, một bước thứ cơ bản nữa. Thực ra không phải cơ bản đâu, nhưng mà một cái mà chúng ta sau này chúng ta áp dụng được nhiều bài tập. Đó. AB lớn bằng 1, 1 trên 1 cộng A bình lớn bằng 2 trên 1 cộng AB. Quen, bạn bước này có bạn nào biết chưa? Mà đọc sách giám khảo biết rồi đấy, đúng không?
Cái này thì chắc chắn là cũng biến đổi tương đương rồi, đúng không? Quy đồng lên và làm thôi, đúng không? Phương vào lâu chưa Phương? Hình như Phương mới vào đúng không Phương? Vâng. À, Phương ca trước là bận à? Vâng, bận tí nữa. À, ok. Phương Phương đã làm quen với thưởng thức nhiều chưa Phương? Chưa nhiều lắm. À, đây à, ok, nào. Phương thử biến đổi cho thầy cái bước thức này, biến đổi tương đương. Đấy, tí Phương chụp ảnh lại cái này nhé. Đấy là những cái bước thưởng thức mà biến đổi tương đương tạm gọi là nền tảng. Hoặc là ngày mai ngày kia sẽ thầy sẽ gửi cái video này, thầy xử lý xong thầy gửi theo nhóm Phương xem lại nhé. Nào, Phương thử biến đổi tương đương thầy nào. Quy đồng lên. À đúng rồi, quy đồng, đúng không? Quy đồng và nhân chéo, được chưa? Nào, ta được gì? Mẫu chung là 1 cộng A bình nhân 1 cộng B bình. Trên này là nhân lên đúng không? Thì ta được A bình cộng B bình cộng 2 lớn bằng 2 chia AB cộng 1. Đấy, tiếp. Phương tiếp nào. Tích chéo. À, tích chéo, đúng không? Mẫu dương rồi, tích chéo được nhá. Còn khi mà chúng ta mẫu mà chưa biết âm dương thì các bạn không được tích chéo. Tích chéo, ta nhân lại đúng không? Vừa tích chéo vừa nhân luôn. A mũ 3 B, đúng không? Cộng A bình cộng AB mũ 3 cộng B bình phương cộng 2AB cộng 2 lớn hơn bằng 2 lần, đúng không? 2 nhân 2 là 2, 2 nhân 1 là 2 cộng 2A bình cộng 2B bình cộng 2A bình phương B bình phương. Tiếp. Phương. Chuyển vế. À, chuyển vế và đồng thời bỏ bớt này đi, đỡ phải viết đúng không? Đó, bỏ bớt cả hai nữa thì ta được là A mũ 3 B cộng AB mũ 3 hết hết. Chỗ này còn A bình đúng không? Trừ cộng 2AB trừ A bình trừ B bình trừ 2 lần A bình phương B bình phương lớn hơn bằng 0. Đúng nhỉ? Xem bị sót số hạng nào. Đùa nhá, đúng không? Tiếp, đến đây làm nào. Các bạn khác cùng nhìn đến đây làm nào tiếp. Ờ, tên nhân khẩu chung ạ. Ừ, rồi, nhân khẩu chung như nào nào. Phương sẽ đoán là có nhân tử chung là gì? Nhân tử chung là A bình cộng B bình. Ở đâu? Phương tách như nào? Em tách sẵn. Đây này, các bạn chú ý này. AB lớn bằng 1 đúng không? Vậy là nó sẽ xuất hiện nhân tử chung là AB trừ 1. Đúng không? Rồi, lúc này chỉ ghép thôi. Ghép thằng này với thằng này. Chúng ta A bình ra ngoài đúng không? Trong còn AB trừ 1. Thằng này với thằng này, đúng không? Cộng B bình AB trừ 1. Còn hai thằng này với nhau, đúng không? Cộng 2AB 1 trừ AB lớn bằng 0. Đấy. Rồi, lúc này xuất hiện AB trừ 1 rồi. Trong đó còn A bình cộng B bình trừ 2AB, đúng không? Thì nó chính là A trừ B tất cả bình lớn bằng 0. Cái này luôn đúng, được. Thế chúng ta nhìn bước thức này nhá. Nhìn bước thức này, nếu mà AB
mà nhỏ hơn AB mà nhỏ hơn bằng 1 đúng không? Thì chúng ta đảo dấu chỗ này thì bất đẳng thức nó trở thành đảo dấu, có thể không nào? Nhá. Đấy, nếu này nếu chúng ta có bất đẳng thức nữa là gì? À, AB nhỏ hơn nó bằng 1 nhưng nó phải lớn bằng âm 1 để nó đảm bảo cái mẫu dương đây này. Đó, thì chúng ta sẽ có bất đẳng thức là nhỏ hơn nó bằng, đúng không? Đấy, và thì bất thức cơ bản thì viết đây 1 trên A bình cộng 1 cộng 1 trên B bình cộng 1 lớn bằng 2 trên 1 cộng AB, với điều kiện AB lớn hơn hoặc bằng 1. Đó. Còn nhỏ bằng 1 thì lớn 1 nó sẽ giống ngược lại nhé. Ok, các bạn sẽ xem còn vấn đề gì thắc mắc câu này không? Đấy, đây là một kiểu nữa này. Đấy, thực ra cho to này thôi thì nếu mà không phải to thì ví dụ như là A mũ 3 cộng B mũ 3 nhân nhân A bình cộng B bình đúng không? Lớn bằng A cộng B nhân A mũ 4 cộng B mũ 4. Đó, bậc 5. Đấy. Nhìn nó có vẻ nó na ná cái này. Đúng không? Chúng ta nhìn đây, giống này không? Đó, nhưng nó khác nhá. Đây là hệ số là 2 đúng không? Đấy, còn đây là hệ số là A mũ 3 cộng B mũ 3. Các bạn thử biến đổi cho thầy câu này nhá. Đó. Những cái này ít được sử dụng hơn. Thiếu Linh nào, biến đổi luôn nào. Thiếu Linh. Thầy. Bước 1 là nhân tung tóe ra đúng không? Rồi. Nào, đọc luôn thầy được gì nào? A mũ 12 cộng A bình B mũ 10. Rồi, hoặc A mũ 10 B bình trước đúng không? B mũ 12. Ok. Lớn bằng bên kia là gì? A mũ 12 cộng A mũ 8 cộng A mũ 12. Tiếp bước thứ hai. Bước 2 là đem thế rút gọn và chuyển thế luôn đúng không? Thì ta được gì nào? A mũ 10 B bình phương cộng A bình phương B mũ 10 đúng không? Trừ A mũ 8 B mũ 4 trừ A mũ 4 B mũ 8 lớn bằng 0. Rồi, bước 3. Phân tích nhân tử đúng không? Nào. Linh ghép cái gì nào? Ghép này thôi, đúng không? Cứ thử ghép đi, không được ta lại đổi lại, đúng không? Ghép này nhân tử chung là gì? A mũ 8 B bình phương, đúng không? Nhân A bình trừ B bình. Được chưa? Nào, hai cái này cộng với A bình B mũ 8 nhân B bình trừ A bình lớn bằng 0. Được chưa? Tiếp, Linh tiếp đi. Câu hỏi là
là A bình trừ B bình. À, A bình trừ B bình. Gì nữa? Đây này. Đặt luôn nhân tử chung là cái này ra. Đúng không? A bình B bình nữa đúng không? Rồi, trong đó còn gì? A mũ 6. Tiếp. Đúng rồi, trừ nhá, B mũ 6. Tiếp một phát nữa. Cái này. Hằng đẳng thức bậc 3 đúng không? Đó, được gì? Nhớ hằng đẳng thức bậc 3 không? Có. Ừ. Là A bình trừ B bình nhân gì nào? Nhân với lại A mũ 4. À đúng rồi, A mũ 4. A mũ 4 với lại B mũ 4. Đúng rồi. Ok, đến đây thầy đúng rồi nhá. Và dấu bằng xảy ra khi A bằng cộng chữ B, được chưa? Hoặc A bằng B bằng hoặc A bằng 0 hoặc B bằng bằng 0, được chưa? Đấy. Chúng ta nhìn thấy cái mũ to này, chúng ta có thể thử xem này đúng không? Ví dụ như là A mũ bạn ấy thầy nói đúng không? A mũ 3 cộng B mũ 3 nhân A bình phương cộng B bình phương. Các bạn nhìn không? Bậc 5 đúng không? Đây bậc 12, bậc 12. Bậc 5 thì là lớn hơn A mũ 4 cộng B mũ 4 nhân A cộng B. Đó. Thử xem đúng không? Đúng không? Chưa chắc đúng rồi nhá. Để xem đúng không? 4. Đó, đó lại phải thử biết được. Bởi vì sau khi phân tích nó phải xuất hiện cái bình phương này này nhá. Hiệu một cái bình phương thì mới đúng được. Ok. B à. Ai thông báo biến đổi tương đương luôn nào? Chưa cần ra đâu, vừa làm vừa viết luôn cùng thầy. Thanh không? Thanh. Thầy là tương đương với B phần A cộng B phần C. Ừ, nhân vào hả? Đúng không? B phần A cộng B phần C. Tiếp. Cộng A phần B cộng C phần B. Rồi, cộng A phần B cộng A C phần B nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 1 là 2, đúng không? Cộng A trên C cộng C trên A. Đó, tiếp. Có thằng nào rút gọn được không? Đến đây là nào? Chúng ta để ý nhé. A cộng C có rút gọn được không? Thành. Đây quy đồng lên A cộng C đúng không? Thế vậy là chúng ta nên quy đồng lên nhá. Để đây này biến đổi vẫn được này, nhưng mà nên quy đồng lên để rút gọn A cộng C luôn đi cho nó gọn, được chưa? Thì
chia cả hai vế cho a cộng c, bởi vì lớn không rồi đúng không, thì chỗ này nó sẽ được là b trên ac đúng không, b trên ac cộng một phần b nhỏ hơn hoặc bằng một phần a cộng một phần c đúng không, a cộng c trên ac đấy. Vâng, thì nó gọn hơn tí rồi. Lúc này thì mới là một bước nữa là quy đồng bỏ mẫu đúng không, quy đồng bỏ mẫu. À, mẫu số chung nó là ABC. Ở đây sẽ được là B bình cộng A AC nhỏ hơn hoặc bằng A cộng C nhân B. Đó. Thì đến đây chắc chuyển sang phân tích nhân tử là ra đúng không? Chuyển sang ta được B bình cộng AC trừ AB trừ CB nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ghép hai thằng này lại đúng không? Đó, và nó sẽ có nhân tử là b trừ a đúng không? B trừ a nhân với b trừ c nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy đúng rồi đúng không? Bởi vì cái thằng này nhỏ hơn không. Thằng này lại lớn hơn 0. Đấy, một cái mẹo rút gọn ngay A cộng C nó sẽ gọn đi, Thành hiểu không? Rồi, ok, hôm nay thế thôi nhỉ. Đấy thì chúng ta có vài cái bước công thức mà sau này nó sẽ áp dụng nhiều, đặc biệt mấy cái trên này, hai cái thầy xóa rồi này, cái này. Đấy, cái này ít thôi nhá, áp dụng ít. Đấy, và phương pháp đầu tiên chúng ta làm quen đúng không? Biến đổi tương đương. Thầy sẽ gửi một số bài tập chúng ta luyện tập ở trong nhóm nhá. Ok. Có bạn nào hỏi thầy câu gì nữa không? Trong quá trình học mà có vấn đề gì cứ hỏi trên nhóm hoặc là nhắn cho thầy hỏi nhá. Rồi, bye bye cả lớp. Ừ. Các bạn nghỉ một chút nhá. Một chút xong chúng ta sẽ học chủ đề là phương trình nghiệm nguyên nhá. Ừ, sao con? À sao Thành à? Em hỏi nhanh vấn đề này một tí, bây giờ mình vào bài thi mình có được ghi là áp dụng này nọ luôn không, hay là mình phải ghi ra được chứng minh mình của mình mới áp dụng à? À. Đấy thì giờ bảo nó sẽ tùy từng cấp thi, cấp huyện, cấp tỉnh và thi vào trường chuyên đúng không? Thì thực ra nó sẽ tùy từng tỉnh thôi. Vụ những bước thử cơ bản như này này, chúng ta dùng luôn, như này dùng luôn nhá. Được chưa nào? Đấy, cái thứ hai cái này thế. Cái này không, cái này cũng dùng luôn được này. Những cái này thì theo thầy là nên biến đổi một dòng. Là chúng ta nói là chứng minh bổ đề, được chưa? Thì chúng ta chỉ mất một hai dòng thôi, được chưa? Nó sẽ tùy từng nơi họ quy định đấy nhá. Đấy, bởi vì dù sao nó cũng không có trong sách giáo khoa mà, các bạn hiểu không? Đấy. Thì nên biến đổi bổ đề cái này. Đấy. Chúng ta biết cái này để chúng ta nhìn nhận vấn đề nó nhanh hơn thôi. Thế còn đi thi nên chứng minh một cái bổ đề ngắn gọn nhá, ok không? Đấy, để tránh bị trừ điểm thôi.